một vận động viên như Dũng thì làm thế nào để bổ sung năng lượng và hồi phục cơ thể? Đáp án là đây, hai sản phẩm của Nutrabio mà mình rất tin tưởng và thường xuyên sử dụng. Nếu các bạn đang thắc mắc Dũng uống gì trong khi thi đấu hoặc trong những lúc tập luyện thì đây là sản phẩm Intra Blast của Nutrabio. Chỉ cần pha một bình 500ml trước thôi là mình đã cảm thấy có thể tập trung hơn, tối ưu hiệu suất hoạt động của cơ thể. Thêm nữa, bạn có thể uống khi đuối sức giữa trận, sẽ giúp cho cơ bắp được bền bỉ và dẻo dai hơn, tránh được những chấn thương nặng. Intra Blast chính là thứ đem lại cho mình cảm giác có thể vượt qua giới hạn của bản thân trong suốt trận đấu. Một sản phẩm phục hồi không thể thiếu của Dũng đó là Whey Protein của Nutrabio. Mình từng sử dụng sau tập luyện và thi đấu để tránh đau mỏi cơ. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng để tăng cơ cấp tốc, tăng trao đổi chất và đốt mỡ nhanh hơn. Mình thích dùng Nutrabio vì đây là sản phẩm ít calo, không đường, không lactose và gluten, hấp thụ trực tiếp vào cơ bắp. Nutrabio cam kết thành phần của Whey 100% tinh khiết, không pha trộn bất cứ protein kém chất lượng hay các tạp chất nào khác, nên các bạn có thể yên tâm sử dụng nhé. Hai sản phẩm Intra Blast và Whey Protein của Nutrabio đã thực sự đáp ứng tiêu chuẩn rất cao của mình. Mình tin rằng các bạn sẽ không phải thất vọng khi sử dụng hai sản phẩm này đâu. Xin chào và chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng.